Em chào cả nhà nhá, chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Lực Nhật. Hôm nay bên cửa hàng Dân Lực Nhật lại về thêm một siêu phẩm nữa, Panasonic, một con máy giặt Nhật khá là nổi tiếng nha các bác. Model này nó là Panasonic này, Panasonic VNAVX8900L nha các bác. Máy 11 kg, đầy đủ các công nghệ như là hệ thống Ecolavit tiết kiệm điện này, nano khử khuẩn này, giặt đập spin Delink này. Máy 11 kg này thì dùng cho các bác nào có gia đình từ 3 đến 10 người nhé. Hàng Nhật nội địa, máy giặt kèm sấy khô luôn. Với công nghệ giặt sấy block nhá, sấy chống nhăn, sấy điều hòa. Các bác nào mà quan tâm thì có thể là alo nhé. Công nghệ sấy block là công nghệ sấy hiện đại nhất trên toàn thế giới rồi. Panasonic máy 11 cân với đầy đủ các tính năng, full tính năng nha các bác. Có thể giặt nước nóng này. Đây, giặt nước nóng từ 15 đến 60 độ và có tất cả các chế độ như là lấy nước giặt, nước xả tự động này. Các bác đổ nước giặt vào đây và nước xả vào đây, bật máy lên tự động, máy sẽ cân chỉnh nhá và hút theo định lượng của đồ giặt trong lòng nhá các bác. Ngoài ra các bác có thể là đổ thủ công, là đổ nước tẩy nước comfort vào đây và nước giặt vào đây. Hàng Nhật nội địa nha các bác, rất là thông minh luôn. Các bác nào mà đang quan tâm đến một mẫu máy giặt Nhật mà chưa săn được thì các bác có thể là vào tham khảo qua mẫu này nhá. Đây, em quay cho các bác đây, hông sườn cực đẹp nhé, nó là hàng đấu giá nên là cái chất hàng nó rất đẹp luôn các bác ạ. Các bác nào quan tâm thì có thể alo em nhé. Em ở Hà Nội, địa chỉ của em là số 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội nhé. Các bác nào ở quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp nhé các bác nhé. Các bác nào mà ở xa thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Qua số điện thoại là 0937445330, số 0944990833, đấy là hai số của cửa hàng nhé. Bên em thì có rất nhiều các sản phẩm về máy giặt Nhật nội địa này cho các bác lựa chọn. Con máy 11 kg này mà hàng dùng lướt sản xuất 2019 này, 2020 này thì bên em đang giao ra là 28 triệu, bảo hành 15 tháng, miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây. Các bác nào ở gần thì có thể qua xem nhé. Các bác nào ở xa này có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Panasonic hàng Nhật nội địa. Ở đây các bác có thể là điều chỉnh phím hoàn toàn là phím bấm điện tử nhé. Màn hình LED LCD lớn này. Có chế độ điều chỉnh lưu lượng nước giặt và nước xả nha các bác. Cái này, chế độ này là chế độ thấp này, tiêu chuẩn này, nhiều này. Đấy, các bác có thể là chọn nhé. Nó có thể là có 3 chương trình này, giặt thường, giặt sấy và sấy không, khá là hiện đại. Ngoài ra thì nó đầy đủ full tính năng nha các bác nhé. Giặt khử khuẩn với 60 độ này, giặt theo tiêu chuẩn này, giặt đồ da, đồ áo dạ, áo len này. Nói chung là giặt chăn này, chế độ tự động vệ sinh dàn này, tự động vệ sinh lồng này. Các bác yên tâm nhé, khi sử dụng thì bên em đã có bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt dán vào đây và có bản dịch em photo ra của A4 cho các bác nhé. Nên là dùng thì cực kỳ dễ thôi. Các bác chỉ cần chọn chương trình, bật nguồn lên, xong là ấn start khởi động, thế là nó sẽ máy sẽ tự động nó chạy hết chương trình nhá, và có thể là giặt sấy khô luôn cho các bác. Đây, em sẽ đi vào bên trong lồng cho các bác một chút này. Lồng kim cương 3D nhân tạo này, vẫn còn đủ sắc 7 sắc cầu vồng nha các bác. Đó là máy thì dùng cực ít nên là cái chất hàng nó rất đẹp luôn. Lồng gần như là không bị xước sát một chút nào các bác nhá. Các bác nhìn được một con máy tuyển chọn khá là kỹ càng, răng riếc là còn xanh lét luôn, không có một chút mốc mác này các bác nhá. Hàng Nhật nội địa đây. Model nó đây là AVX8900L. Con này thì nó mở từ cửa phải sang cửa trái. Các bác nào quan tâm thì có thể alo em nhá. Với những cái mẫu máy giặt bên em tuyển chọn về này thì luôn luôn nó được điểm 10 nhá các bác. Hàng Nhật nội địa mà được cho điểm 10 thì các bác biết là những con máy giặt là cực đẹp, siêu đẹp rồi. Các bác nào quan tâm thì alo em nhé. Hàng thì zin nguyên bản 100% và em bán ra bảo hành 15 tháng, miễn phí ship lắp đặt trong vòng 100 cây. Con này thì em xin nhắc lại nhé. Máy 11 kg model 2020 này thì bên em đang giao ra là 28 triệu, bảo hành 15 tháng, miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây. Em Dân ở Hà Nội, số điện thoại của em là 0937445330, 0944990883. Địa chỉ của em là số 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Các bác nào ở gần thì qua xem, các bác nào ở xa thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Em xin chào ở nhà và hẹn gặp lại các bác ạ.